Thọ Bát Quan Trai Giới. Chùa Nam Tông, Thọ Bát Quan Trai, khi nào con muốn thọ và sinh ở chùa một ngày 24 giờ có cần giấy tờ gì không? Thứ nhất là cái chuyện Thọ Bát Quan Trai thì có được rất là nhiều những cái lợi ích mà ở ở đây có một cái bài kinh Tăng Chi, là bài kinh Ngày Trai Giới. Thì ở đây Đức Thế Tôn nói là có được cái quả báo lớn, lợi ích lớn, có lực trở lớn và biến mạng lớn. Tại sao mà Đức Thế Tôn nói là lớn như vậy? Bởi vì nhờ cái chuyện mà mình làm chủ cai trị là 16 cái vương quốc lớn đầy những cái châu báu. Nó thì kiểu bây giờ mình có làm chủ Mỹ, làm chủ Trung Quốc, làm chủ Nga thì nó cũng không bằng 1/16 của cái chuyện quý vị thực hành một cái ngày Bát Quan Trai Giới đủ 8 chi Phật. Tại sao? Tại vì cái chuyện mà mình làm tổng thống nước Mỹ, mình làm chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hay đại loại như vậy, mình có làm Putin thì cũng không là cái gì so với hạnh phúc của chư thiên nhé. Mà chư thiên á, thì chư thiên ở cái cõi thấp thì không bằng một gốc chư thiên ở cõi cao. Đấy, cho tới từ cái cõi thấp nhất cho tới cái cõi mà cao, cho tới thăng hóa tự tại. Thì đó, khi mà mình thực hành cái ngày mà Bát Quan Trai Giới á, thì sau khi thân hoại mạng chung thì chúng ta có thể sanh về cộng trú với chư thiên cõi trời tha hóa tự tại. Tức là cái chuyện chúng ta thực hành á, dù là chỉ được một ngày nhưng cũng cho quả báo rất là lớn lao. Những cái quả báo thế gian á, thì không thể nào mà bằng được cái chuyện là cái quả báo chúng ta thực hành ngày trai giới. Tuy nhiên á, đây không phải là cái lợi ích duy nhất và chủ đích để chúng ta thực hành, mà mục đích chúng ta thực hành cái ngày trai giới là để chi? Để chúng ta thực hành nhằm đi đến sự giải thoát giác ngộ. Và đối với hạng cư sĩ, cái chuyện chúng ta thực hành Bát Quan Trai Giới nó là một cái nền tảng rất là tốt để chúng ta có thể đi dục, đi các ác bất thiện pháp, và sau đó dần phát triển lên trên con đường đạo và quả. Còn cái thứ hai đó thì hiện tại bây giờ thì chừng nào chùa có khóa tu một ngày á, thì mới tính đến cái chuyện là Bát Quan Trai Giới. Còn bây giờ thì khóa tu một ngày chưa có mở lại, vì bây giờ quý vị đọc tin tức thì thấy rồi, bây giờ tôi cũng đang lo đây. Mong là tình hình dịch bệnh là không ảnh hưởng tới khóa tu 10 ngày sắp tới này. Còn cái chuyện mà quý vị muốn xin ở lại chùa một ngày á, thì không cần, thứ nhất á, là mình không cần phải xin phép, tại vì chưa có cho nên xin cũng vậy thôi. Bây giờ thì chưa có chùa chưa có cho cái chuyện mà ở lại một ngày để tu. Chỉ có quý vị vào chùa á, quý vị tu xong rồi tối về á thì được. Còn chừng nào mà có những cái khóa tu dài ngày á thì khi đó sư sẽ thông báo sau. Còn riêng về cái việc là lợi ích và quả báo của việc Thọ Bát Quan Trai Giới thì xin nhờ sư Tuệ Tường có bổ sung thêm. Dạ kính thưa, để Đức kính thưa quý vị. Về nói cái lợi ích và quả báo của ngày trai giới thì để Đức Hạnh Tuệ á, đã trích dẫn rất là chính xác ở trong kinh Tạng thưa quý vị. Đó là nằm ở trong Tăng Tăng Chi Kinh Phẩm Ngày Trai Giới. Thì ở đây sẽ có thêm một cái lời khuyến khích quý vị nha, khuyến khích là như vậy. Thì đặc biệt trong cái phẩm Ngày Trai Giới nè, hình như là có khoảng 4 bài á, 4 bài nói về cái 4 bài kinh chính kinh nói về cái lợi ích của cái việc mà thọ trì tám giới đó. Quý vị chịu khó, ngoài bài kinh của Đức Hạnh Tuệ giới thiệu quý vị nó cũng khá đầy đủ rồi, nhưng mà sư cũng cho lời khuyên quý vị đọc thêm 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 hình như 3 bài kinh nữa, còn 3 bài kinh nữa đó trong cái Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm Ngày Trai Giới. Quý vị đọc hết phẩm đó càng tốt. Còn bây giờ sư sẽ nói về
Thì tiếp nói về cái quả báo của ngài Chay Giới mà Đức Hạnh Tuệ có chích chánh kinh, thì ở đây sư xin nói về cái chích từ tài liệu của ngài Hộ Pháp. Thì trong tài liệu ngài Hộ Pháp á, trong quyển Pháp Hành Giới thì ngài cũng có chích từ chánh kinh, ngài cũng nói như vậy. Thì quả báo của Bát Quan Chay Giới còn gọi là Á Đí Giáo Bồ Sát Thá, tức là cái tinh thần á, ở đây mình phải hiểu là tinh thần mà thọ trì giới Bát Quan Chay Giới đó. Đó, cái tinh thần đó giống như như là bậc thánh nhân vậy đó. Người thọ trì bát giới có cái tinh thần như là bậc thánh nhân vậy đó. Thì cái quả báo á, thì ở trong đây ngài nói là có quả báo lớn trong cõi dục giới. Có quả báo lớn làm duyên niết bàn. Có kiếp sống sáng lạng nhiều và có nhiều năng lực lớn. Ở đây thì có bốn cái câu hỏi lớn về cái vấn đề mà cái quả báo của Bồ Tát Thá là có quả báo lớn trong cõi dục giới như thế nào, vậy thì có quả báo lớn làm duyên niết bàn như thế nào, có kiếp sống sáng lạng là như thế nào và có nhiều năng lực lớn là như thế nào. Thì bốn cái câu hỏi này nè, bốn hỏi lớn này nè, trong quyển Pháp Hành Giới ngài Hộ Pháp á, ngài trả lời rất là chi tiết, rất là tường tận, mà ở đây quý sư không có thời gian để cái bằng là đọc cho quý vị để quý vị hiểu rõ, cho nên quý vị cũng hoan hỷ, không quý vị hoan hỷ tìm cho sư quyển Pháp Hành Giới ngài Hộ Pháp, thì trong đó quý vị sẽ đọc để biết rõ cái chi tiết cái quả báo như thế nào. Ngoài cái việc đọc chánh kinh mà sư có lời khuyến khích như trên đó, thì quý vị đọc thêm cái tài liệu mà sư vừa cung cấp cho quý vị đó. Ở trong đó là có cái câu kệ rất là hay mà sư rất là tâm đắc, nhưng mà cũng hơi dài cho nên không có thời gian, cho nên là sư cũng khuyên quý vị là nên đọc nha. Có câu kệ rất là hay, Đức Phật có thuyết câu kệ, cái câu kệ về nói về cái tám giới và cái lễ tám giới đó. Câu kệ rất là hay, quý vị nên đọc. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời cái câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.